Chào cô, bây giờ cô đã đỡ hơn chưa? Chưa đỡ gì hết. Tình Thuận lại lợi chết tiệt đó đồ nhát nha. Tôi chính thức tuyên bố, bây giờ tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Trước 12 giờ tối anh mà không có biểu hiện gì hết đó, thì sau này đừng tìm tôi nữa, tự suy nghĩ đi. Chuyện gì? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói đi. Tôi có thể vào trong rồi mới nói không? Không được đâu. Tôi đang chuẩn bị đi tắm. Bây giờ tôi chỉ mặc có một cái áo tắm thôi à. Nếu vậy tôi đứng trước cửa nói cũng được rồi. Tôi nói xong sẽ đi ngay. Câu hỏi lúc nãy mà cô hỏi tôi đó, tôi đã có câu trả lời rồi. Câu hỏi nào chứ? Thì lúc nãy cô hỏi tôi, tại sao tôi không muốn cô nghĩ lung tung mà. Vậy thì sao? Nè. Tôi đang ở đây mà. Anh sao vậy? Anh không lên tiếng. Tôi vào tắm đó nha. Thực ra thì tôi không muốn cô nghĩ lung tung. Là bởi vì cách nhìn của cô về tôi rất là quan trọng. Tôi đúng là tên sao người vậy. Tôi cứng ngắc như là cục đá vậy. Trước giờ tôi đều không biết phải làm sao để có thể bày tỏ cảm xúc của mình, cũng không quan tâm người khác suy nghĩ ra sao. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại trở nên như vậy nữa. Có thể là do sau khi ba ruột của tôi chết đi, hay cũng có thể là sau khi ba dưỡng của tôi chết đi, hoặc là do sau khi anh hai bỏ rơi cả nhà của tôi, hoặc là do sau khi tôi chia tay mối tình đầu của tôi nữa. Tôi không muốn đầu tư vào bất cứ thứ tình cảm nào nữa hết, bởi vì tôi rất là lo. Tôi rất sợ sẽ mất nó đi thêm một lần nữa. Tôi rất sợ tới cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Tôi biết là tôi rất yếu đuối, chỉ biết trốn tránh. Tôi nghĩ là nếu tôi dùng cách này thì tôi sẽ không nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai nữa. Lúc đó tôi sẽ không bị người khác làm tổn thương. Cho tới khi mà tôi gặp được cô, tôi nghĩ là có thể đối mặt với cô giống như đối mặt với những người bình thường khác vậy. Không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà qua lại với cô lâu rồi thì tôi cảm thấy tôi có một cảm giác rất đặc biệt đối với cô. Tôi thật sự không biết làm sao để gạt bản thân của mình nữa. Lúc đầu tôi thật sự nghĩ là tôi có thể gạt được bản thân của mình, nhưng mà tôi thật sự không biết làm sao điều khiển tình cảm của mình. Hôm mà má của tôi nhận ra tôi, việc đầu tiên tôi muốn làm chính là báo cho cô biết ngay lập tức. Muốn chia sẻ niềm vui của tôi đối với cô. Tôi muốn cùng ăn mừng với cô. Từ hôm đó trở đi thì tôi đã biết. Tôi biết là bản thân của tôi đã... đã yêu cô thật rồi. Cô có thể làm bạn gái của tôi hay không? Các bạn đang xem tại trang web thayum.com. Tôi hiểu mà. Tôi đã nói xong hết rồi. Cô nghỉ ngơi sớm đi. Nè. Yes.